Chỉ có 9 cầu thủ vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. 9 cái tên này bao gồm hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Trong khi đó, một số cầu thủ như thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền vệ Quốc Việt, Đức Việt, tiền đạo Văn Trường đã bất ngờ không có tên. Tuy nhiên, theo kế hoạch của huấn luyện viên Chu Xie, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện chung trong thời gian tới. Bởi vậy, không loại trừ khả năng những cầu thủ nổi bật này được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, sau đó sẽ trở lại U23 Việt Nam khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2024. Bản danh sách này dự kiến sẽ sớm được công bố trước khi đội tuyển quốc gia hội quân vào ngày 1 tháng 9. Với U23 Việt Nam, đây là đợt tập trung quan trọng cho chiến dịch chinh phục vòng loại U23 châu Á 2024, nên ông Philippe Chusier đã lựa chọn ra những nhân tố tốt nhất nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng. Ngoài 9 cầu thủ trên, ông Chusier cũng chọn lọc và giữ lại một số nhân tố có sự thể hiện nổi bật trong nhóm 22 cầu thủ được triệu tập ở đợt đầu tiên. Có thể kể đến những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam. Đồng thời, do các giải chuyên nghiệp sẽ kết thúc sau lượt trận hôm nay, nên những cầu thủ được đánh giá thuộc lượng chủ lực trong đội hình U23 Việt Nam và từng có thời gian dài làm việc với ông Philippe Chusier cũng đều góp mặt, trong đó có thể kể đến như hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam với lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ hội quân tập luyện từ ngày 29 tháng 8 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Séc sẽ về nước hội quân vào ngày 31 tháng 8.